Mỹ Hiền, rất vui khi được tham gia chương trình siêu thị may mắn. Mong các bạn ủng hộ cho mình và những người chơi. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời người tiếp theo, xin mời anh. Dạ, kính chào quý vị khán giả và các bạn xem đài truyền hình thân mến. Tôi là Phạm Minh Đức, làm việc ở công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bưu chính Viễn thông, tiền thân là của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay rất vui khi tham dự chương trình này. Và bây giờ thì xin mời người thứ ba. Chào tất cả các quý vị, tôi là Trần Thị Loan, tôi làm nghề nội trợ, rất vui được tham gia chương trình siêu thị may mắn. Xin mọi người hãy ủng hộ cho tôi. Khán giả đã dành cho cả ba người chơi những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Sự cổ vũ thật nhiệt tình của khán giả sẽ giúp cho người chơi chiến thắng. Ở vòng thi này, cả ba thí sinh sẽ được ban tổ chức tặng trước 1.000 điểm, tương ứng với 1 triệu đồng. Các bạn hãy dùng số tiền này để mua sắm trong siêu thị của chúng tôi. Các bạn mua sao đó trong đúng phạm vi 1 triệu đồng, chấp nhận sai số cộng trừ 5%. Nếu đúng trong phạm vi cho phép, các bạn sẽ được giữ nguyên số điểm và được nhận nguyên một xe quà. Nhưng nếu vừa mua vượt phạm vi cho phép thì chúng ta sẽ bị trừ mất một nửa số điểm và dĩ nhiên cũng không nhận được xe quà. Hàng hóa trong siêu thị may mắn thì cực kỳ phong phú. Chúng ta nhớ sẽ phải mua sắm trên cả 3 kệ hàng và chỉ trong thời gian là 2 phút mà thôi. Và một điều vô cùng quan trọng là ai có mức sai số thấp nhất, người đó sẽ là người chiến thắng. Bây giờ thì chúng ta hãy thử xem hàng hóa trong siêu thị may mắn phong phú như thế nào nào. Xin mời. Gối Vạn Thành, sản xuất 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên theo công nghệ Đức, khử mùi hoàn toàn, không bị xẹp lún. Kèm Nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Tinol gói bột pha uống, hạ sốt nhanh cho trẻ em trong các trường hợp sốt do chích ngừa hay mọc răng sau khi cắt amidam, viêm họng, với hương vị trái đào giúp các bé dễ dàng uống thuốc. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Emco, kem xóa vết nhăn và thâm quầng mắt, bào chế bằng tinh chất từ sữa và những tinh chất kết từ dược thảo, giữ được nét trẻ trung và tươi sáng cho khuôn mặt. Nguyên liệu ngoại nhập, sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Bộ sản phẩm nhà bếp Kim Hằng được làm từ chất liệu nhôm và inox cao cấp, 10 năm liền là hàng Việt Nam chất lượng cao. Kim Hằng, bạn của người nội trợ. Lẩu Kisco, lẩu thứ thiệt. Gói nước dùng được tinh chế từ hải sản và các loại gia vị tạo nên hương vị độc đáo. Chỉ cần 9 phút là có một nồi lẩu thơm ngon thứ thiệt. Lẩu Kisco có lẩu thái, lẩu mắm, lẩu gà tiềm ngũ quả, lẩu cà ri gà. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đã thấy hàng hóa trong siêu thị may mắn thật phong phú đúng không nào? Và bây giờ thì ba người chơi sẽ có nhiệm vụ là mua hàng trong sự cổ vũ và hướng dẫn của tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin mời! Hãy lựa chọn thật chính xác, hàng hóa rất nhiều và nhớ là phải lấy trên cả ba kệ. Đẩy giỏ thì cho vào xe của mình. Kiểm tra thật kỹ xem còn cần gì nữa không. Xem xét thật kỹ hàng hóa của mình. Kiểm tra lại một lần nữa anh, còn thiếu thì hãy lấy thêm. Thời gian sắp hết rồi, nhanh lên nào. Còn cần gì nữa không, thêm vào hoặc bớt ra. Đã hết thời gian. Chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền cho các thí sinh. Nhờ có chiếc máy tính tiền do công ty Lý Phú Vinh cung cấp cho chương trình nên tôi sẽ tính rất nhanh. Nào, bây giờ là của bạn Mỹ Hiền. Bạn đã mua một chiếc gối Vạn Thành 209.000 đồng, một nồi lẩu inox Kim Hằng 110.000 đồng, một bánh bông lan solo của Phạm Nguyên 18.000 đồng, một sủi chấm bi của Kềm Nghĩa 25.000 đồng, một lẩu thái 29.200, một khô bò tuyền ký 29.700, hai chai mật ong Việt Tony loại nhỏ 28.000 đồng, một chai mật ong Việt Tony loại lớn 31.000 đồng, một treo tạo nếp tóc tác 32.000 đồng, một gói Tidol 15.000 đồng, một kềm Nghĩa 37.000 đồng, một kềm Nghĩa nữa 79.000 đồng, sữa dinh dưỡng Classmay 80.000 đồng và một bộ võng xếp trường thọ 416.000 đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi số tiền mà Vi Hiền đã mua sắm. Tổng số tiền là 1.138.900. Như vậy thì bị lố rồi và xe hàng này chưa thuộc về chị. Chúng ta sẽ cùng tính tiền cho người thứ hai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính tiền cho anh Minh Đức. Hai gối cao su Vạn Thành 418.000 đồng, một bịch khô mực tuyền ký 25.600 đồng,
một chai mật ong Việt Honey 14.000 đồng, một gói Tidol 15.000 đồng, một lốc nước tăng lực Red Tiger của Bidrico 27.000 đồng, một bánh Funpai của Phạm Nguyên 24.000 đồng, một nồi Fortune 160.000 đồng, một kềm nghĩa 37.000 đồng, một rổ inox của Inox Kim Hằng 110.000 đồng, hai hộp bò kho Tuyền Ký 22.800 đồng. Số tiền mà anh đã sử dụng không biết có nằm trong phạm vi cho phép hay không. Chúng ta cùng theo dõi lên màn hình. 853.400 đồng. Như vậy là thiếu 100.000 nữa mới được giải thưởng. Như vậy là anh chưa có giải thưởng rồi. Và bây giờ là phần mua sắm của chị Loan. Hai gối cao su Vạn Thành 418.000 đồng. Hai kem xóa nếp nhăn Emco 230.000 đồng. Hai hộp bánh Funner Pie của bánh kẹo Phạm Nguyên 48.000 đồng. Hai treo vuốt tóc Táp 64.000 đồng. Một kềm nghĩa 68.000 đồng. Một chảo của nhôm inox Kim Hằng 154.000 đồng. Một nồi lẩu của nhôm inox Kim Hằng 110.000 đồng. Tổng số tiền mà chị Loan đã sử dụng là 1.092.000 đồng. Như vậy là chị cũng đã vượt khỏi phạm vi cho phép và chị cũng chưa nhận được xe hàng. Sau phần thi này, các thí sinh của chúng ta đã sử dụng những số tiền như sau. Chị Mỹ Hiền đã dùng hết 1.138.000 đồng. Anh Phạm Minh Đức đã sử dụng hết 843.800 đồng. Và chị Trần Thị Loan dùng hết 1.092.000 đồng. Như vậy thì mức sai số thấp nhất là mức sai số của chị Loan. Và chị Loan đã là người chiến thắng để bước vào vòng sau của chương trình. Và anh Đức cùng chị Hiền, mỗi người sẽ ra về với giải thưởng là 500.000 đồng và phần quà của nhà tài trợ. Đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Thánh. Xin được chúc mừng. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần trò chơi dành cho khán giả truyền hình sau khi theo dõi trò chơi đầu tiên trong chương trình Siêu Thị May Mắn. Chúng tôi không bao giờ quên những quý vị khán giả đang theo dõi qua truyền hình đâu. Như thường lệ, bây giờ sẽ là đáp án và kết quả trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có rất nhiều những ngôi chợ nằm trên con đường có cùng tên với nó. Ví dụ như là chợ Hoàng Hoa Thám nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, chợ Phạm Văn Hai nằm ở trên đường Phạm Văn Hai, nhưng chợ Nguyễn Văn Trỗi thì lại không nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, mà chợ Nguyễn Văn Trỗi lại nằm trên đường Lê Văn Sĩ. Đây chính là đáp án trong câu hỏi của tuần vừa rồi. Xin chúc mừng những vị khán giả nào đã chọn đáp án này. Trong tuần qua đã có 5.071 khán giả gọi về cho chương trình, trong đó có 3.844 khán giả đưa ra câu trả lời chính xác. Với con số dự đoán gần chính xác nhất là 3.846 và gọi về vào lúc 20:30 ngày 28 tháng 10 đã giúp cho chủ nhân của số điện thoại 0978370081 đã trở thành người chiến thắng và sở hữu giải thưởng trị giá 2 triệu đồng. Và vị khán giả này còn trở thành thí sinh của chương trình Siêu Thị May Mắn nữa. Thật tuyệt vời đúng không nào? Còn quý vị thì sao? Bỏ lỡ cơ hội của tuần vừa rồi thì hãy nắm bắt lấy cơ hội của tuần này. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ đưa ra câu hỏi đây. Câu hỏi số 1 đó là: ở thành phố Hồ Chí Minh có chợ Bà Hoa là chợ bán rất nhiều những đặc sản hàng hóa của đất Quảng. Bởi vì xung quanh ngôi chợ này thì có rất nhiều người xứ Quảng sinh sống. Bạn có thể tìm thấy những món đặc sản của xứ Quảng ở chợ Bà Hoa. Ví dụ như là các loại bánh tổ, bánh nổ, cá chuồn, rất nhiều thứ. Và đây phải nói là một nơi mà rất nhiều những người con xứ Quảng cũng như những người thích món ăn xứ Quảng tìm đến để mua những sản phẩm của đất Quảng Nam. Vậy thì theo bạn, chợ Bà Hoa nằm ở quận nào? Có hai đáp án cho các bạn lựa chọn. Đáp án số 1 là quận Tân Bình, đáp án số 2 là quận Tân Phú. Các bạn chọn đáp án nào? Nhớ chỉ một trong hai đáp án này mà thôi nhé. Và còn câu thứ hai nữa đó là: có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn? Câu hỏi đơn giản đúng không nào? Và công việc của quý vị thì còn đơn giản hơn rất nhiều, đó là nhấc máy điện thoại lên gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 với nội dung tin nhắn STMM khoảng cách, X khoảng cách, Y, trong đó X tương ứng với đáp án 1 hoặc 2 ở câu hỏi số 1 và Y là số người dự đoán của bạn ở câu thứ 2. Thật vô cùng đơn giản và giải thưởng thì cực kỳ hấp dẫn, đó là 2 triệu đồng sẽ được trao tặng từ công ty Nệm Vạn Thành. Nào, vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy nhấc máy điện thoại lên ngay, gọi về cho chúng tôi để trở thành người chiến thắng.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng 2 của trò chơi. Và chúng ta sẽ tìm ra thêm 2 thí sinh nữa. Họ đã có sản phẩm nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Xin chúc mừng thí sinh có sản phẩm kem xóa nếp nhăn và thâm quầng mí mắt Emco. Và thí sinh thứ 2 góp mặt ở phần thi này. Xin được chúc mừng thí sinh có sản phẩm của công ty nệm Vạn Thành. Xin mời hai thí sinh cùng bước về vị trí của người chơi. Quý vị khán giả thân mến, bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào vòng 2 của chương trình và chúng ta có thêm 2 thí sinh mới. Hãy nghe 2 thí sinh mới giới thiệu về mình. Xin mời chị. Kính chào quý vị khán giả, tôi tên là Hồ Thị Thu Hà, tôi đến từ quận 8. Nghề nghiệp của tôi là nội trợ. Lần đầu tiên đến một siêu thị may mắn, tôi rất vui nhưng cũng rất hồi hộp. Kính mong quý khán giả cùng các bạn cổ vũ cho tôi và hai bạn chơi. Xin cảm ơn. Bây giờ thì xin mời chị, người thứ 2. Xin kính chào, tôi tên là ông Mỹ Dung. Nghề nghiệp của tôi là nội trợ. Hôm nay tôi rất vui được tham gia chương trình siêu thị may mắn. Xin các bạn cổ vũ cho tôi và những người cùng chơi với tôi. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào vòng thi có tên gọi Ai đoán tài thế. Ở phía dưới kia có 5 chiếc hộp giống hệt nhau. Ở bên trong là những sản phẩm gì tôi cũng chưa biết, mà tôi chỉ có những gợi ý về những sản phẩm ở trong những chiếc hộp đó thôi. Tôi sẽ đưa ra gợi ý cho các thí sinh. Và ở gợi ý đầu tiên, nếu bấm chuông trả lời đúng, chúng ta sẽ có 200 điểm. Nếu bấm chuông trả lời ở gợi ý thứ hai, chúng ta sẽ có 150 điểm. Và ở lần gợi ý thứ ba, nếu chúng ta trả lời được thì số điểm sẽ là 100 điểm. Và những thông tin đầu tiên thì còn rất mơ hồ, vì vậy rất là khó đoán. Chúng ta lưu ý là khi nào chúng ta đã khẳng định được là sản phẩm gì rồi thì chúng ta hãy đưa ra câu trả lời. Nếu không, chúng ta sẽ bị mất quyền ưu tiên khi trả lời ở những thông tin tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chiếc hộp thứ nhất. Thông tin đầu tiên của chiếc hộp thứ nhất: sản phẩm này thường được chế biến từ đậu xanh hoặc khoai tây. Hãy lưu ý những sản phẩm nào có trong siêu thị may mắn mà có những đặc điểm, những tính chất mà nêu ra trong câu hỏi. Nếu chưa chắc chắn thì đừng trả lời. Và bây giờ sẽ là gợi ý thứ hai: sản phẩm gồm nhiều sợi trong, thơm ngon. Giờ thì xin mời chị Dung sẽ có câu trả lời. Chị nghĩ đó là miến. Chị đoán miến là đậu xanh. Miến đậu xanh, miến làm từ đậu xanh. Xin mời chúng ta cùng khám phá. Hộp số 1 mở. Miến Phú Gia, sợi miến được làm từ tinh chất khoai tây và đậu xanh, thơm ngon, bổ dưỡng, có 3 loại: miến gà, miến cua và miến măng giò heo. Như vậy là chị đã có câu trả lời đúng và chị ghi được điểm ở thông tin thứ hai, chị có 150 điểm. Chúng ta cùng nhau đến với chiếc hộp thứ hai. Thông tin đầu tiên trong chiếc hộp thứ hai: thép không gỉ là vật liệu chính tạo ra sản phẩm này. Xin mời chị Lan. Kìm nghĩa. Kìm nghĩa. Hãy thử xem trong hộp số 2 là gì nào. Kìm nghĩa, sản phẩm làm bằng inox và thép chuyên dụng, đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã, đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ. Xin chúc mừng chị đã có 200 điểm. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá chiếc hộp thứ ba. Nội dung gợi ý một như sau: chỉ cần mở bao bì, mùi thơm của sản phẩm sẽ lan tỏa đầy hấp dẫn. Như vậy là chị Lan đã tiếp tục bấm chuông giành quyền trả lời. Xin mời chị. Tôi nghĩ đó là thức ăn sẵn của Tuyền Ký. Thực phẩm khô Tuyền Ký. Thực phẩm khô Tuyền Ký. Nghe cũng có vẻ hợp lý nhỉ. Hãy thử nghe đáp án xem nào. Nhưng mà không phải rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đưa ra thêm gợi ý thứ hai. Những nguyên liệu chính tạo nên sản phẩm là trứng, bột và đường. Xin mời chị Dung. Tôi nghĩ đó là bánh Phạm Nguyên phải không ạ? Bánh kẹo Phạm Nguyên. Yeah. Và hãy giúp tôi khám phá chiếc hộp thứ ba. Bánh bông lan kem Solo được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như calcium, DHA, sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Như
như vậy là chị đã ghi thêm 100 điểm. Xin chúc mừng chị. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá chiếc hộp thứ tư. Thông tin của hộp thứ tư như sau. Sản phẩm được phủ 3 lớp chống dính, chịu nhiệt cao. Lúc này chị Lan đã đưa ra câu trả lời, xin mời chị. Tôi nghĩ đó là đầu nhôm kim hằng. Đầu chảo chống dính của đầu nhôm kim hằng. Chị trả lời một sản phẩm ạ. Chảo chống dính. Chảo chống dính của kim hằng. Và chúng ta hãy cùng khám phá chiếc hộp thứ tư. Quánh không dính quan tôm kim hằng, sản xuất bằng nhôm hợp kim tinh chất, phủ chống dính bằng quan tôm 3 lớp công nghệ Hoa Kỳ. Sản phẩm 10 năm liền, là hàng Việt Nam chất lượng cao. Như vậy là chị đã có thêm một câu trả lời chính xác ở thông tin đầu tiên và chị có 200 điểm. Bây giờ còn chiếc hộp thứ 5 và bây giờ là thông tin đầu tiên của hộp thứ 5. Sản phẩm có đặc điểm nổi bật là cực kỳ nhỏ gọn. Rất nhiều sản phẩm trong siêu thị may mắn rất nhỏ gọn. Nếu chưa đoán được thì bình tĩnh đợi đến gợi ý thứ hai. Gợi ý thứ hai: tuy nhỏ nhưng được áp dụng kỹ thuật mới nên sản phẩm rất hiệu quả và an toàn. Rất hiệu quả và an toàn. Như vậy là chị Hà đã giành quyền trả lời. Xin mời chị. Em đoán là sơn móng tay ạ, Cẩm Tú ạ. Sơn móng tay ít khi nào lại nói là nhỏ gọn nhỉ? Không biết có đúng không? Cho tôi nghe tín hiệu. Không phải rồi chị Hà ơi. Vậy thì chị Hà đã bị mất quyền ưu tiên trả lời cho những thông tin sau. Bây giờ tôi sẽ đưa ra thông tin tiếp theo. Khi đi dã ngoại cùng bạn bè và người thân, bạn nhớ đừng quên mang theo sản phẩm này nhé. Chị Dung đã có tín hiệu trả lời, xin mời chị. Nghĩ là cái bếp ga cá nhân. Đó là bếp ga cá nhân à? Cũng có vẻ có lý nhỉ. Hãy cùng khám phá chiếc hộp thứ 5. Namilux với các sản phẩm bếp nướng và bếp ga du lịch được sản xuất bằng những nguyên liệu cao cấp, áp dụng kỹ thuật hiện đại, đảm bảo an toàn, kiểu dáng bền đẹp, tiện lợi sử dụng trong gia đình lẫn khi đi du lịch. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những sản phẩm được đặt trong những chiếc hộp bí mật của chúng tôi và các thí sinh đã ghi được những số điểm như sau. Chị Hà chưa ghi thêm được điểm nào và giữ nguyên số điểm mà ban tổ chức đã tặng là 500 điểm. Chị Dung đã ghi được số điểm là 900 điểm. Xin chúc mừng chị. Và người thứ ba là chị Lan cũng ghi được là 900 điểm. Như vậy, chị Lan và chị Dung đang có số điểm ngang nhau. Bây giờ chúng ta sẽ phải tìm ra người chiến thắng bằng một câu hỏi phụ. Sau khi tôi đưa ra câu hỏi phụ, tôi sẽ đọc những đáp án trả lời. Khi nào tôi nói từ hết, chúng ta mới bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu ai bấm chuông trước sẽ bị phạm quy và mất quyền ưu tiên. Nếu chúng ta bấm chuông trả lời mà trả lời sai, thì người còn lại sẽ là người chiến thắng bước vào vòng sau của chương trình. Ở quận 3, ngôi chợ nào gắn liền với một địa danh lịch sử trong kháng chiến? A. Chợ Nổi. B. Chợ Vườn Chuối. C. Chợ Bàn Cờ. Hết. Xin mời chị Lan. Chợ Bàn Cờ. Chị đoán là chợ Bàn Cờ. Và đây là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng chị Lan. Như vậy chị Lan đã giành quyền để bước vào vòng sau của chương trình. Xin được chúc mừng. Và bây giờ thì xin mời chị Hà và chị Trung cùng bước về sân khấu để nhận giải thưởng của chương trình. Quý vị khán giả thân mến, sau vòng thi vừa rồi... Đó là nệm Vạn Thành. Đó là nệm Vạn Thành. Chúng ta hãy xem thử xem đúng hay không nào. Tidol Plus, thành phần chứa paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau đầu nhanh chóng, không gây buồn ngủ. Với caffeine giúp giảm đau nhanh hơn và tỉnh táo, sảng khoái. Ngoài ra, Tidol Plus giúp giảm đau răng, đau lưng, đau sau chấn thương. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Như vậy là cả 3 thí sinh của chúng ta đã khám phá hết 9 sản phẩm có trong trò chơi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng công bố số điểm của các thí sinh. Chị Nhung đã có được 700 điểm. Anh Tấn cũng đã ghi được cho mình 700 điểm. Và chị Lan ghi được cho mình là 500 điểm.
vậy, anh Tấn và chị Nhung đang có số điểm bằng nhau. Và chúng ta sẽ phải xác định người vào vòng trong bằng một câu hỏi phụ. Và nhớ rằng sau khi tôi đưa ra các đáp án, tôi nói từ hết chúng ta mới bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu như bấm chuông mà trả lời không chính xác, người còn lại sẽ được bước vào vòng sau của chương trình. Câu hỏi như sau: Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào ngày nào? A. Mùng 7 tháng 10 năm 2006. B. Mùng 7 tháng 11 năm 2006. C. Ngày mùng 7 tháng 2 năm 2007. Hết. Xin mời chị Nhung. Dạ, em xin đoán câu C. Chị đoán là câu C, tức là ngày mùng 7 tháng 2. Dạ, có thể chữa lại được không? Chị nói một lần cuối. Em sẽ nói một lần cuối là câu B. Câu B là ngày mùng 7 tháng 11 năm 2006. Đây là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng chị đã bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Và bây giờ thì xin mời anh Tấn và chị Lan sẽ cùng bước về sân khấu để nhận giải thưởng. Quý vị khán giả thân mến, sau phần thi vừa rồi thì các thí sinh của chúng ta đã nhận được số điểm như sau. Anh Tấn nhận được giải thưởng là 700.000 đồng. Chị Lan, người đã có mặt trong cả 3 vòng thi và tổng số điểm của chị Lan đạt được tương ứng với giải thưởng là 1.900.000 đồng. Ngoài ra, cả 3 thí sinh còn nhận được những phần quà của đơn vị tài trợ là những sản phẩm của công ty dược phẩm Diên Khánh. Xin chúc mừng các anh chị. Quý vị khán giả thân mến, Quốc Bình đang tưởng tượng là sau khi kết thúc chương trình này, chúng ta cùng ngả lưng trên những chiếc đệm và gối đầu lên những chiếc gối êm ái này thì thật tuyệt vời biết bao, đúng không nào? Quý vị có muốn sở hữu chiếc gối này không? Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi để trả lời câu hỏi của Tân này nhé. Bởi vì đây chính là phần quà mà công ty Nệm Vạn Thành gửi tặng cùng với giải thưởng 2 triệu đồng nếu quý vị là người chiến thắng. Và ngay bây giờ tôi sẽ nhắc lại câu hỏi. Câu hỏi số 1 đó là: theo bạn, chợ Bà Hoa nằm ở quận nào? Có 2 đáp án cho các bạn lựa chọn. Đó là 1 là quận Tân Bình, 2 là quận Tân Phú. Các bạn chọn đáp án nào? Và đừng quên câu thứ hai nhé, đó là có bao nhiêu người trả lời câu 1 giống như bạn. Những câu hỏi cực kỳ đơn giản, chỉ có 2 sự lựa chọn mà thôi. Hãy nhanh chóng gọi về cho chúng tôi theo số 1900 1742, làm theo hướng dẫn của tổng đài, hoặc nhắn tin vào số 8313 để trở thành người chiến thắng nhé, và sở hữu những giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. Ngoài ra còn trở thành thí sinh của chương trình Siêu Thị May Mắn nữa. Thật tuyệt vời đúng không? Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục đến siêu thị may mắn mang về những niềm vui. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt và cùng hòa với những giai điệu thật tươi vui để chào đón thí sinh đã có mặt ở vòng đặc biệt, đó là chị Nhung. Ôi anh hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thêm hàng khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùng. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10, ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bông hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Ôi anh hôm nay vui sao trái tim hân hoan, không gian bao la thênh thang khắp siêu thị may mắn. Trong tôi nghe sao lo âu đắn đo suy tư, ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn dùng. Ai ơi nhanh tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10, ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Tay mau chân giúp tôi chọn nhé. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoặc 10, ta luôn mong sao ai ai cũng gặp điều may mắn. Nghe bao hoa tươi trong tim nở trên nụ cười. Xin cảm ơn những cô gái của nhóm Nhật Nguyệt đã mang lại cho chúng ta những giai điệu thật dễ thương. Chị Nhung thân mến, những cô gái của nhóm Nhật Nguyệt đã báo cho chúng ta biết ở đằng sau có những ô cửa rất nhiều bất ngờ, rất nhiều may mắn. Bây giờ chị và tôi sẽ cùng về sân khấu để chuẩn bị
tìm hiểu những điều bất ngờ này. Xin mời. Chị Nhung thân mến, ở trong 6 ô cửa kia có những số điểm như sau: 300, 500, 2.000 điểm, 3.000 điểm, một ô 20.000 điểm là ô cửa đặc biệt và một ô 3 số 0 là ô cửa bất ngờ. Chị dùng số điểm của mình đang có đặt vào những ô cửa. Khi mở cửa ra, nếu điểm bên trong ô cửa cao hơn điểm của chị có, điểm của chị sẽ bị chia đôi. Nhưng nếu điểm bằng hoặc thấp hơn điểm của chị đang có, điểm của chị sẽ được nhân đôi. Chị làm cách nào để nhân được số điểm của mình lên cao cho tới 5.000 điểm, đặt vào ô cửa đặc biệt, mở ra giải thưởng đặc biệt sẽ thuộc về chị. Nhưng nếu chị đặt vào 3 số 0 thì mở cửa ra, cuộc chơi ngưng lại ngay lập tức và số điểm của chị bị chia đôi. Chính vì vậy chị hãy cẩn thận khi lựa chọn các ô cửa. Chị có thể nhờ khán giả tư vấn để lựa chọn cho mình những ô cửa. Chị cũng có quyền xin ngưng cuộc chơi ở bất kỳ lúc nào để bảo toàn số điểm của mình. Bây giờ thì xin mời chị, chúng ta hãy cùng bắt đầu lựa chọn những ô cửa. Ô cửa đầu tiên chị muốn mở là ô cửa số mấy? Khán giả ơi, hãy giúp tôi. Giờ tôi theo lời khán giả là tôi xin mở cửa số 1. Chị nói là cửa số 1. Tôi thấy lúc nãy khi chị chiến thắng ở góc kia có mấy em nhỏ, mấy bạn nhỏ có phải là người trong gia đình không ạ? Dạ đúng ạ. Họ reo rất là dữ dội và bây giờ các em nhỏ số mấy? Số 1, rất nhiều người là số 1. Có người là số 2 nữa, chị quyết định là số mấy? Dạ, số 1. Chị quyết định là số 1. Và bây giờ mở cửa số 1 nhé. Khi mở cửa số 1 thì sẽ có 3 thí sinh mà lúc nãy chưa được tham gia trò chơi. Chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán số điểm trong ô cửa số 1. Nếu các bạn dự đoán đúng, các bạn sẽ được nhận giải thưởng 200.000 đồng. Xin mời 3 thí sinh, chúng ta sẽ lần lượt đưa ra các dự đoán. Có thể cùng dự đoán một con số cũng được. Xin mời. Em đoán là 500 điểm. Bạn đoán là 500 điểm. Bạn tên là gì ạ? Dạ, em tên là Nguyễn Anh Thư ạ. Bạn Anh Thư đã dự đoán là ô này là 500 điểm. Xin mời người thứ hai. Em xin đoán là 300 điểm ạ. 300 điểm. Xin vui lòng, xin biết tên ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Thanh Hiếu ạ. Chị Hiếu đã dự đoán là 300 điểm. Và bây giờ thì xin mời người thứ ba. Tôi tên Ngọc Bích, tôi dự đoán là 3 số 0. Chị dự đoán là ô cửa 3 số 0. Chị có định thay đổi ý kiến của mình không? Mở ra nếu đúng là 3 số 0 thì chị sẽ có 200.000, nhưng không phải là 3 số 0 thì chị sẽ không được nhận giải thưởng này. Chị có muốn thay đổi không? Không ạ. Chị Nhung ơi, có một người dự đoán là 3 số 0. Chị có muốn mở không hay có muốn đổi? Không, vẫn mà. Đã đi tới đây chơi rồi là chơi tới cùng. Tôi đến số 1 là mở cửa số 1. Là mở cửa số 1 và cửa số 1 bắt đầu mở. Bánh bông lan kem Solo được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại của Hàn Quốc, được bổ sung các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như calcium, DHA, sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Phạm Nguyên. Số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu đây? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Ơi, có 2 số 0 của chị. Bình tĩnh chị ơi, còn một số nữa không biết là số mấy đây? Cong cong, số 0 rồi ơi. Thử xem nhá. Mở cho tôi nào. 500 điểm. Xin chúc mừng chị, như vậy là chị có 1.400 điểm. Như vậy là bạn Anh Thư đã dự đoán chính xác là ô cửa 500 điểm và bạn sẽ nhận được một phần quà trị giá 200.000 đồng và bạn cũng nhận được thêm những phần quà của đơn vị tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Thiên Khánh. Hai thí sinh còn lại cũng sẽ nhận được những phần quà của ban tổ chức. Xin được chúc mừng. Chị Nhung ơi, bây giờ chị hãy tìm một ô cửa thấp hơn 1.400 để đặt số điểm này vào đi, để tăng số điểm của chị lên nữa nào. Chị chọn số mấy đây? Chị quyết định hoặc là hỏi khán giả. Số mấy ạ? Theo khán giả tôi xin mở cửa số 3. Có nên mở cửa số 3 không? Số mấy? Quyết định là số 3 đúng không? Vì có một số người đã chọn số 3 và chị sẽ quyết định theo. Bây giờ thì tôi sẽ dành cơ hội cho một vị khán giả đang ngồi khán đài bên này sẽ dự đoán. Xin mời bạn gái mặc áo hồng. Em xin đoán ô cửa này là 2.000 điểm ạ. Bạn dự đoán là 2.000 điểm. Chị ơi, bạn dự đoán là 2.000 điểm, cao hơn số điểm chị đang có đấy. Chị có muốn thay đổi ý định của mình không?
Không, mình không thay đổi. Không đổi và quyết định là mở cửa số 3 đúng không? Bạn gái thử chờ đợi xem nhé, mình có phải là người nhận được phần quà hay không? Mở cho tôi cửa số 3. Tidol gói bột pha uống, hạ sốt nhanh cho trẻ em trong các trường hợp sốt do chích ngừa hay mọc răng sau khi cắt amidam, viêm họng. Với hương vị trái đào giúp các bé dễ dàng uống thuốc. Sử dụng sản phẩm theo hướng dẫn của bác sĩ. Số điểm trong ô cửa này là bao nhiêu? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Hey, thêm 2 số 0 nữa. Lần này thì không biết là bao nhiêu đây chị? Là số 0 ư? Hãy cho tôi biết số điểm ô cửa này là... Tiếc quá, như vậy là chị lại phải ngưng cuộc chơi rồi và số điểm của chị chỉ còn 700 điểm thôi. Nhưng không sao, chị có rất nhiều niềm vui khi đến với chương trình đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau khám phá tiếp những ô cửa nhé. Và bây giờ tôi sẽ dành một cơ hội cho khán giả ở phía khán đài bên này để dự đoán các ô cửa. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ô cửa số 6 nhé. Rồi, bên này các bạn hãy dự đoán xem ô cửa số 6 bao nhiêu điểm. Xin mời bạn trai mặc áo trắng ngồi cạnh bạn trai mặc áo xanh. Dạ, em xin dự đoán là 20.000 điểm. Bạn dự đoán số 6 là 20.000 điểm. Dạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng mở ô cửa số 6. Nệm lò xo Vạn Thành. Nguyên liệu thép khung lò xo bằng hợp kim nhập từ Anh Quốc. Độ đàn hồi cao, tạo cảm giác thoải mái, êm ái khi sử dụng. Và số điểm của ô cửa này là 300 điểm. Đây là ô cửa mà chị nên mở. Như vậy là bạn trai của chúng ta chưa có dự đoán đúng. Chúng ta sẽ tiếp theo khám phá ô cửa số 2. Bây giờ tôi lại dành một cơ hội cho vị khán giả dự đoán thử xem. Rồi xin mời em gái đeo kính ngồi ở tầng dưới mặc áo đỏ đấy ạ. Ô cửa số 2 là ô cửa 2.000 điểm. Bạn dự đoán là ô cửa 2.000 điểm đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cửa số 2. Vi ngon ai cũng thích. Sản phẩm của Vi Phong với sợi mì thật dai, hương vị thơm ngon, đậm đà, phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Với 3 hương vị đặc trưng, mì gà, mì tôm chua cay, mì bò rau thơm. Lẩu Pisco, lẩu thứ thiệt. Gói nước dùng được tinh chế từ hải sản và các loại gia vị tạo nên hương vị độc đáo. Chỉ cần 9 phút là có một nồi lẩu thơm ngon thứ thiệt. Lẩu Pisco có lẩu thái, lẩu mắm, lẩu gà tiềm ngũ quả, lẩu cà ri gà. Và bây giờ chúng ta xem số điểm của ô cửa này là 2.000 điểm, xin chúc mừng. Như vậy là em gái vừa rồi đã nhận được một phần quà của đơn vị tài trợ, xin chúc mừng. Bây giờ thì chúng ta còn 2 ô cửa, số 4 và số 5. Chúng ta sẽ cùng nhau mở 2 ô cửa số mấy ạ? Mở số 5 nhá. Và lại dành một cơ hội cho các bạn ở bên này. Xin mời bạn trai mặc áo màu hồng ở ngồi tầng thứ 2 ạ. Dạ em xin đoán cửa số 5 là cửa đặc biệt ạ. Là cửa đặc biệt, là cửa 20.000 điểm đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cửa số 5. Máy lạnh treo tường Alaska, sản xuất tại Malaysia, công suất 2 mã lực, kiểu dáng hiện đại, block máy siêu bền, chế độ làm lạnh thông minh, làm trong lành không khí, tiết kiệm điện năng. Và số điểm trong ô cửa này là 20.000 điểm, xin chúc mừng. Và bạn sẽ nhận được một phần quà của đơn vị tài trợ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ô cửa số 4. Kệ tivi kiến đen được làm bằng kiến cường lực, kiểu dáng lạ, hiện đại và rất sang trọng với tông đen. Nếu nhà bạn đang sử dụng tivi plasma thì kệ tivi này là sự lựa chọn tốt nhất cho phòng khách của bạn. Sản phẩm do siêu thị nội thất Phố Sinh phân phối. Và số điểm trong ô cửa này là 3.000 điểm. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá tất cả các ô cửa của vòng đặc biệt trong chương trình Siêu Thị May Mắn. Bây giờ xin mời chị Nhung cùng bước về sân khấu để nhận giải thưởng. Quý vị khán giả thân mến, sau những vòng thi của chương trình Siêu Thị May Mắn, chị Nhung đã nhận được giải thưởng tương ứng với số tiền là 700.000 đồng.
Và ngoài ra chị còn được nhận thêm một phần quà của đơn vị tài trợ, đó là những sản phẩm của công ty dược phẩm Tiên Khánh. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay chúng ta đã có thật nhiều niềm vui khi cùng nhau đến với chương trình Siêu Thị May Mắn. Và chắc chắn rằng chương trình Siêu Thị May Mắn sẽ còn tiếp tục mang đến cho quý vị thật nhiều niềm vui. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình này. Và chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Emco, kem xóa nếp nhăn và thâm quầng mí mắt của công ty dược phẩm Tiên Khánh đã tài trợ cho chương trình. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới thương hiệu máy tính Việt Nam T&H, công ty phân phối máy tính tiền điện tử Lý Phú Vinh và nhãn hàng thời trang Z đã hỗ trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tối chủ nhật tuần sau. Mang đến chương trình này. Thưa quý vị và các bạn, đỉnh núi Everest cảm hứng chinh phục của tất cả các vận động viên lừng lẫy nhất thế giới, đỉnh cao của ý chí, đỉnh cao của thử thách. Hãy đến với chúng tôi chương trình truyền hình thực tế chinh phục đỉnh Everest, tinh thần Việt Nam hòa cùng thế giới. Và thưa quý vị và các bạn, đây sẽ là cơ hội lần đầu tiên đưa người Việt Nam lên đỉnh núi cao nhất thế giới, đỉnh Everest. Hãy đồng hành cùng chúng tôi và các vận động viên Việt Nam để biến giấc mơ thành sự thật, chinh phục nóc nhà thế giới. Đó sẽ là niềm kiêu hãnh và tự hào của người Việt Nam.